gọi thầm tên anh lần cuối. Con tim vút nhói trong đêm sầu. Còn lại gì khi tình quá mau? Bao yêu dấu nay cũng theo gió trở đi. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Hoàng Long Âm Thanh Số. Và hôm nay em sẽ thông báo và xin được thông báo cho các bác là hàng vừa về cập bến, vẫn còn dính một chút nước mưa. Vừa rồi em vừa đi lấy hàng ở ngoài kia về thì chạy đua với cơn bão, thì về tới nhà thì đây tầm này là tầm 6 giờ hơn, 6 giờ kém chứ. Em phải quay lên để báo cho các bác đã đặt bên chúng em những cái đôi loa lời JBL này để biết là hôm nay em đã có hàng trả cho các bác. Và thêm nữa là em thông báo các bác là hàng này chúng em vẫn cứ về đều đều nhá. Hàng tuần chúng em vẫn cứ được về đều đều, chỉ có điều là hàng này nó cồng kềnh một chút, thì có đợt nó về được 5-7 đôi, có đợt thì về 1-2 đôi. Nó tùy thuộc cái khả năng của người khách hàng cho chúng em. Chính vì vậy, đây em giảm volume đi. Chính vì vậy lần này về cũng được có 3 đôi. Thật sự là 3 đôi này không đủ trả hết đơn hàng, nhưng em sẽ ưu tiên những các bác khách hàng nào đã đặt chuyển hết tiền cho chúng em và ở gần. Nói về độ chất và độ dị của nó thì em đảm bảo các bác thì nói thật là chất và dị lắm. Vì dòng này các bác nghe, như các bác đang nghe đây, nó tái tạo và nó trình diễn cái giải chung và giải chất cao rất là tốt. Vì đây các bác xem luôn đây, tép đĩa này đấy, mềm này, không phải đôm đấy, bát chung này, bát 10 này các bác ạ, carbon đấy. Quay ra đằng sau một chút xíu đây, các bác thấy sexy không, để lộ phân tần rất là sexy. Nó tạo nên một cái điểm nhấn, một cái điểm độc lạ dị, phải nói là độc lạ dị lắm. Ba đôi đẹp long lanh, đợt này về thì sẽ không bị sức mẻ như đợt trước nữa, về đợt này thì đẹp đẹp lắm em. Khách quan của em thì nó đúng là nó phải 99.9%. Cũng phải cảm ơn những người ở bên kia, những mắt xích, những cái đường dây ở bên kia, họ đã đi tìm và lựa chọn, là đối tác của chúng em bên kia đã đi tìm và lựa chọn được những đôi đẹp như này. Và cũng phải cảm ơn khi đã hàng về đây thì em cảm ơn rất là nhiều người. Cũng phải cảm ơn cái người mà đã bỏ công bỏ sức ra để khách hàng về cho chúng em. Và cũng phải cảm ơn đến các bác nữa, các bác đã quan tâm mà đặt mua thì chúng em mới có những cái đơn hàng để tiếp tục chuyển lệnh sang bên kia đi tìm kiếm. Chắc chắn chúng em sẽ phải tìm kiếm rất là nhiều những cái dòng lạ độc. Không những cái dòng này mà tới đây chúng em cũng sẽ phải luôn luôn tìm kiếm những cái dòng lạ độc để các bác chơi vừa trưng, vừa thể hiện luôn là cái độ chơi và những cái hàng chất trong phòng khách chúng ta. Với cái thời buổi bây giờ hay là phải độc lạ, nó mới lôi cuốn được, nó mới mang được cái chất, cái nét riêng. Vài hôm nữa em lại tiếp tục có lô nữa về, cho nên các bác cứ liên hệ đặt hàng với chúng em nhé. Chúng em sẽ tạo mọi điều kiện để đáp ứng nhu cầu của các bác. Nói chung là phụ thuộc vào cái thời phụ thuộc vào em tăng volume lên, xong em sẽ dùng video để đóng hàng đơn vị Viettel đầu vào lấy hàng đấy. Ngày nào chúng em sẽ bàn giao hàng.
Trà huyết có tiền chứa paracetamol và caffeine, giảm nhanh các triệu chứng đầu.